Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mình là Lộc Sutiki. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft kỵ sĩ rồng nha các bạn. Và ở tập trước ấy thì bé rồng Arthur của mình đã nở ra rồi. Và trong khoảng thời gian giữa hai tập thì bé rồng của mình ấy đã rất là lớn luôn. Giờ đã lớn chừng này rồi nè. Và hiện tại thì mình có thể gắn vào trên người của bé rồng này một cái yên cưỡi, một cái rương cũng như là một cái giáp rồi. Giờ thì mình sẽ lấy cái yên cưỡi ra trước để mình có thể cưỡi được bé rồng ấy. Đây, yên cưỡi nè, khúc xương thì mình đã cắt vào rồi. Tại vì lúc trước khúc xương là thứ để giúp cho bé rồng này ngồi xuống ấy. Ở đây có rương đúng không? Mình chưa có rương nữa hả? Để mình chế tạo một cái rương luôn đi, để mình có thể gắn vào bên trong người của bé rồng nhá. Đây, mình sẽ đổi ra hai cái ván gỗ và búp một cái rương. Đó, để coi coi. Không biết cái rương này là bé chứa full luôn hay sao ta? Đúng luôn, gắn nguyên cái rương là bé chứa full luôn. Rồi, gắn thêm cái yên cưỡi nè. Và đây là hình như là bé rồng đực á các bạn. Rồi, giờ thì mình sẽ leo lên bé rồng. Nó con mình cưỡi rồng nè. Wow. Hình như mình đang cho bé rồng ngồi thì phải. Đứng lên. Đó, đứng lên đi. Rồi. Và bé rồng mình chưa có biết bay, chỉ mới biết đi thôi các bạn ơi. Cưỡi rồng. Cưỡi rồng mà toàn đi bộ không à. Tại vì bé rồng mình chưa có đủ lớn để có thể biết bay ấy. Để một xíu nữa coi coi bé rồng mình có lớn thêm không. Hiện tại là bao nhiêu máu rồi? 153 máu rồi. Hy vọng một xíu nữa sẽ lớn lên và chúng ta có thể cưỡi rồng và bay trên bầu trời ấy. Để coi coi bé rồng mình dùng kỹ năng được chưa. Ui da. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Bé rồng mình. Bé rồng mình còn ấy quá. Bay được rồi nè. Ui. Cháy làng rồi kìa. Em làm vậy thì chết rồi. Cháy làng rồi kìa. Ui bé rồng ơi là bé rồng. Ui xém ném là đốt làng rồi đó. Cưỡi rồng không phải đơn giản đâu các bạn ơi. Cười là đốt làng như chơi ấy. Suýt nữa thì ha, cháy hết ngôi làng rồi. Ngồi xuống đi. Nguy hiểm thì có, giờ mình chưa có điều kiện để cho bé rồng này mặc giáp được. Khi nào mình có thêm khoáng sản á thì mình sẽ làm cho bé rồng của mình á một cái bộ giáp để mặc nhìn cho nó ngầu hơn nha. Rồi, và trong ngày hôm nay á thì mình sẽ chế tạo một cái thứ rất là cần thiết trong thời gian sắp tới. Đó chính là một cái bàn enchant đấy các bạn ơi. Đây, một cái bàn Advanced Enchantable này. Đó, mình cần một cái bàn phù phép bình thường trước. Giờ thì mình sẽ lấy ra một cái quyển sách nè. Kim cương, hắc kim thạch thì mình đào sẵn rồi. Giờ thì nhấp vào đây để chế tạo cái bàn enchant bình thường nè. Kế tiếp thì mình cần thêm vàng, một cái sách và bút lông á. Vàng thì mình có sẵn nè, sách và bút lông. Vậy là mình cần phải farm thêm mực. Để coi đây có mực không cái đã. Gần đây không biết có mực không ta. Đây, mực đây. Mực, cho anh xin túi mực nhé. Cho xin túi mực. Rồi, lấy túi mực rồi sau đó bay vào trong nhà để làm một cái sách và bút lông thôi. À mà còn thiếu lông gà nữa chứ. Để mình tìm ở đây có gà không. Như đây hết gà rồi. Đây nè. Đó, lấy thịt gà một cái. Rồi, sau đó thì mình sẽ làm một cái quyển sách và bút lông. Mình thiếu sách hả? Ủa sao lại thiếu sách ta? Đây, sách đây. Đó, vậy là làm được cái quyển sách và bút lông rồi nha. Giờ mình sẽ vào trong nhà để chúng ta có thể bấm một cái thì chúng ta có thể làm được một cái bàn Advanced Enchant nha. Đó, cái bàn đó rất là hay luôn, giúp mình có thể phù phép được dụng cụ dễ dàng hơn á. Thích dòng nào thì lấy dòng đó thôi. Đây. Còn thiếu mắt của Ender. Mắt của Ender thì mình có tìm được 3 cái trong thời gian giữa 2 tập rồi. Giờ thì mình còn thiếu một thứ nữa, đó chính là cái bột quỷ lửa ấy. Vậy là bây giờ mình phải xuống Nether rồi. Hơi nguy hiểm nha. Rồi, chúng ta có được một cái thứ để giúp bay nữa. Nhưng mà mình chưa có chế tạo thử, để mình tìm coi. Đây. Đó chính là những cái carpet ấy, giống như cái tấm thảm vậy đó các bạn, tấm thảm bay ấy. Và cái lọ thuốc này nè, hôm bữa mình tìm được đâu rồi? Lọ thuốc đâu rồi? Đây, lọ thuốc này nè. Là thứ để giúp chúng ta có thể chế tạo được cái tấm thảm đó. Chỉ cần cái cát linh hồn nè và hai cái cát linh hồn, một lọ thuốc và 6 cái tấm thảm thôi. Đó là mình có thể làm được rồi. Rất là dễ luôn.
Bây giờ thì mình sẽ đi xuống Nether để chúng ta có thể lấy được thêm các linh hồn nha. Sẵn tiện lấy thêm một quỷ lửa mang về luôn. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình đi xuống Nether nha. Rồi, chưa gì hết đã bị lạc rồi. À đây 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 đây. Mình sẽ làm dấu cho. Ui anh nhân làng. Ui anh nhân làng bị lạc xuống đây rồi. Anh nhân làng bị lạc dưới này rồi các bạn ơi. Cổng Nether. Đó, mình sẽ sell một cái. Rồi để một xíu mình còn đi về đây nữa. Và bây giờ mình sẽ đi tìm một cái tòa thành gấp liền. Tòa thành đâu ta? Ui ăn 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 vô. Đây 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 tòa thành nè. Tìm được tòa thành rồi. Tấn công mình hả? Ui, nó hơi delay một xíu. Tấn tấn công mình nè. Coi có nợ không. Ui không được rồi. Con này không rơi ra. Chắc mình phải ép vào cái dòng nhạc á. Ở nhà mình có quyển sách nhạc ấy các bạn ơi. Bay lên đây. Tiêu diệt nè. Tiêu diệt nè. Ủa có rơi chưa. Nè 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 có rồi nè. Vậy giờ mình sẽ đổi ra cái mắt của Ender luôn nha. Đây một cái thôi. Và đi về nhà được rồi đó. Giờ mình sẽ đi về cánh cánh cổng Nether nè. Đây đây là một cái. Rồi giờ thì về nhà và chế tạo cái Enchant Table thôi các bạn ơi. Vậy rồi về tới nhà rồi. Và giờ trời cũng gần tối nữa. Làm gấp rồi còn ngủ. Để không to quái nó xuất hiện thì mệt mấy anh dân làng. Và ở tập trước ấy thì các bạn có chỉ mình là cái con rồng mà mình đánh, rồng xanh mình đánh bên kia á, là có thể cưỡi được. Thế mà mình không biết mình đánh ngỗng cụ tỏi bé đó luôn. Lỡ rồi lần sau gặp thì mình sẽ không đánh mà mình sẽ cưỡi nha. Rồi mình sẽ chế tạo cái bàn này. Ta da. Rồi có bàn Enchant rồi. Mình sẽ lấy theo cái bàn chế tạo Hammer. Đặt xuống một cái. Và ở đây chúng ta có thể cho một vào một cái vũ khí hoặc là món giáp ấy. Và sau đó chỉ cần lựa dòng mình thích thôi. Ở đây kiếm thì chắc à không, mình không không enchant kiếm trước, mình sẽ enchant cái cây hammer á. Giờ mình sẽ chế tạo thêm hammer nè, sẽ đặt cái bàn hammer xuống và lấy thêm sắt ra. Đây mình sẽ có một ít sắt ở đây, làm thêm một ít que nữa để một xíu chúng ta còn đi mai nhá. Giờ mình cần đi mai để tìm thêm sắt và một số loại khoáng sản khác nữa. Đây mình sẽ làm một cây hammer như vậy đó, để coi coi trong đây có dòng sửa chữa không nhá. Gia tài hình như cây này không có sửa chữa rồi. Mềm mại này mình có nên lấy mềm mại không ta? Thôi mình nghĩ lấy gia tài là tốt nhất á. Lấy gia tài nè. Click to enchant. Đó. Mình được gia tài 3 rồi. Hiệu sức. Hay là lấy chậm hỏng nha. Mình nghĩ lấy chậm hỏng sẽ ok hơn. Unit more experience. Vậy là mình cần thêm kinh nghiệm rồi. Cái này chậm hỏng 2 được không? Ô mình ép được chậm hỏng 2 nè. Rồi mình cũng ép được hiệu suất 3 luôn. Wow nữa các bạn thấy chưa, cái bàn này cực kỳ tốt luôn á. Và bây giờ để coi coi để cái này vô. Ủa làm sao để sửa ta? Hình như không có cách nào để sửa thì phải, cái này nó chỉ enchant thôi các bạn ơi. Kiếm nè, kiếm thì mình sẽ nhặt, nhặt không được á. Sắc bén cũng không được luôn. Vậy là mình hết kinh nghiệm rồi, mình còn có một level à. Rồi giờ chắc mình sẽ ngủ một cái nha, rồi sáng thức dậy chúng ta sẽ bắt đầu đi mai. À mà chưa, làm luôn cái tấm thảm bay sáng còn test nữa. Tấm thảm bay là carpet đúng không? Đây, mình cần thêm những cái cục len để bây giờ mình ngủ đi, rồi sáng thức dậy chúng ta sẽ đi tìm len và chế tạo cái tấm thảm bay nhá. Hôm bữa thì đi phiêu lưu xung quanh đây bằng cái cánh là bình thường rồi, hôm nay dùng thảm bay đi phiêu lưu luôn. Rồi để coi nào, cái đó là nó có bắt buộc cái màu len không ta? Vậy là nó bắt buộc phải có hai màu len rồi. Rồi để coi cái màu nào mình làm được, màu đỏ với màu vàng nè. Ok, vậy mình sẽ tìm cừu trắng trước. Có vẻ gần đây đã hết mấy cái bé cừu màu trắng rồi các bạn ơi, còn cừu màu đen không à. Mà cừu màu đen hình như làm không được mấy cái tấm thảm. Thảm bay này này không có tấm thảm màu đen. Thành ra bây giờ mình phải gắng tìm thêm cừu trắng mới được. Rồi, giờ thì bay thêm một xíu nữa để tìm cừu trắng coi. Chứ nãy giờ mình bay là... À đây đây đây, có thêm cừu trắng rồi nè. Rồi, lấy thêm ít len về. Ủa, ở đây vùng bắn nè. Ồ, đây có vùng bắn luôn. Một xíu mình sẽ qua đây khám phá. Được, được á, giờ thì tìm gấp mấy bé cừu trước cái đã. Đây đây, còn cừu nữa nè. Vậy, có len cừu rồi.
sẵn tiện mình sẽ lấy về để sắp tới mình còn làm thêm cái ba lô cấp độ cao nhất ấy. Hiện tại ba lô mình chỉ mới mức medium thôi, chưa phải là mức large. Rồi giờ mình sẽ tìm thêm hoa màu vàng cái đã, hoa màu vàng để mình đổi. Đây hoa vàng luôn nè. Rồi một nè, hai, ba nè, và một hoa nữa là bốn. Sau đó đổi hết ra cái bột nhuộm như thế này và búp nó chỉ là được rồi, và làm thêm những tấm thảm. Rồi về nhà rồi grab luôn các bạn ơi. Bay về nhà một cái, cho vào cái bàn chế tạo đâu rồi, đây bàn chế tạo đây. Cái này đúng không? Còn thiếu thuốc, thuốc thì mình để trong rương thì phải. Đây nè, thuốc mà hôm qua mình tìm được á đó. Giờ thì ta da vậy mình có thể chế tạo được cái tấm thảm rồi nè. Đó, test luôn, mình chưa biết cách bay nữa. Này đặt ra đúng không? Xịn nha. Mình chỉ cần đặt xuống đất là nó tự ngồi lên luôn nè. Wow, bay nè. Mình thích dở. Nhưng mà bẻ cua nó hơi chậm các bạn ơi, phải bẻ từ từ ấy. Đúng. Bay nè. Tăng tốc luôn. Wow. Thích nha. Rồi, trước khi đi mai thì mình sẽ đi qua bên đây để khám phá vùng băng trước đã. Nãy mình mới gặp vùng băng nè. Vậy là bây giờ mình có hai phương tiện để di chuyển rồi. Một là cái cánh ấy, hai là cái tấm thảm bay nè. Và ở đây có thêm chỗ có trứng rồng nữa. Để coi mình qua đây coi. Đây là quả trứng rồng gì nha. Đi lên đây một xíu nè. Đây là trứng rồng Moonlight. Và đây có một cái nhà đó, mất tiêu mới gặp cái nhà. Đây nhà nè. Cái này mình mới làm quen à, thành ra hơi khó điều khiển một xíu các bạn ơi. Rồi đi xuống. Cái nhà gì nè. Wow, để kiểm tra. Rồi đi xuống một cái. Và cái độ bền nó hình như mới hư một xíu à. Tính ra cái này bay cũng lâu lắm luôn ấy. Rồi. Wow, lò nung nè, bánh kem nè. Có giường nữa chứ. Wow. Xách đào nhanh dưới nước. Cũng khá tốt quá, có sẻn kim cương vậy. Chôm được cái nào thì chôm thôi. Rồi có xương nè, rồi có sợi chỉ. Cá chín thì không cần đâu. Cây rừng chắc lấy đi. Rồi và một ít cái thứ này chắc không cần đâu. Và dưới này hình như có thêm công trình nữa thì phải. Mà thôi, không khám phá trong lúc này. Giờ chủ yếu là qua vùng băng nè. Rồi đi tiếp. Giờ mình giống như mấy bầu phù thủy vậy á. Ủa nè, to thanh bắn nè. Wow, to thanh bắn nè. Và có cả làng băng nữa. Có làng băng nè. Wow. Mà ở đây có anh dân làng nào không? Ủa làng băng mà không có anh dân làng nó trơn vậy? Ủa làng này không có dân làng hả? Hay là lạnh quá mấy ảnh ngợm hết rồi? Không có anh dân làng nào luôn. À đây nè, đây có. Để coi coi anh đổi cái gì nha. Anh đổi Sapphire. Để coi coi Sapphire làm được gì. Sapphire. Cái này là sap. Cái này làm được gì ta? Cái này là rồng. Làm được cái hammer nè. Ủa cái mũ khoan nè. Hammer luôn. Cũng khá tốt á. Rồi ngoài cái này anh còn đổi gì không? Fishing Sphere. À như cái cây này để đánh cá nè. Vậy là sắp tới mình có thể quay qua đây á để trao đổi với dân làng này. Mình sẽ làm dấu luôn. Mình sẽ đặt tên cái này là làng băng. Đó, làng băng nha. Rồi mở qua luôn. Rồi đi tìm coi. Ở đây còn nữa nè. Tính ra làng này vẫn có dân làng sống nha. Chủ yếu là đổi Sapphire thôi. Và đổi ra mấy mana cất ship gì nữa nè. Và có cái giếng đóng băng luôn. Giếng nước bị đóng băng mất tiêu rồi. Đây mình mở ra cho nó có nước đi. Và đây cũng có khá là nhiều mấy cái tòa thành băng luôn á. Thì sắp tới mình qua đây mình khám phá mới được. Anh này có bộ đồ khác nè. Anh này thì cũng đổi mấy cái sapphire luôn.
và còn rất là nhiều những quả trứng rồng ở bên đây luôn. Và ở tập trước ấy, các bạn có kêu mình là ấp những quả trứng rồng lửa với rồng băng đi, và mình thấy hai quả trứng rồng, ủa rồng nước chứ, mình thấy hai quả trứng rồng đó cũng khá là dễ luôn. Thành ra một xíu nữa về thì mình sẽ ấp hai trứng rồng đó nha. Và bây giờ chắc mình sẽ bay xung quanh một xíu nữa đi, để coi coi gần đây á còn thứ gì để mình khám phá không nha. Hôm nay chế tạo được cái tấm thảm bay nè, sẵn tiện còn tìm thêm được ngôi làng băng nữa thì tỷ cứu mèo luôn. Và đây là một cái tòa thành đá cội. Ủa con gì đây? Ủa con gì nè? Ủa đại bàng à? Ủa con này mới là đại bàng thiệt nè. Cửa được không? Hình như con này không. Quýnh nè, muốn quýnh lộn như mình nè. Thiệt tình á, mình lại mình chỉ hỏi cửa được không mà quýnh mình. Xém nó mình bị nó đánh lén rồi đó. Ồ, nguy hiểm ghê luôn á. Vậy là trong đây. Ủa cái này. Ủa cái tòa thành gì nữa nè. Ồ để mình vô coi thử coi, cái này có vẻ đẹp nè. Cửa vào đâu ta? Đây, cửa vào đây. Ồ, cái này nó lại có đường xuống nữa. Mà thường thường thì mình sẽ đi lên nhá, để coi phía trên này có cái gì không. Ui, quay gì chóng mặt vậy. Ui cao vậy. Ui cao thật sự luôn á. Hả? Không có gì luôn hả? Có rương không? Ui bay cho đã lên trên đây rồi không cho người ta cái gì hết trơn. Thì cái tình á. Rồi đi tiếp thôi. Đó, cái này giờ mà mình không có cánh thì mình cũng không sợ rơi xuống mà ngõm đâu. Tại vì mình có cái. Ui nó biết bay hả? Ui hai con kìa. Hình như đây là địa bàn của mấy con này thì phải á. Thôi, nó hai con nó hội đồng mình là ngợm. Hồi nãy có một con mình còn đánh lại chứ hai con là mình bó tay hả. Ở đây là trứng của con rồng gì nè. Rồng Arthur các bạn ơi, trứng của con rồng Arthur ở nhà mình ấy. Ở đây còn rất là nhiều trứng nữa. Để khi nào mình cần ấp thêm trứng rồng mới á, thì mình sẽ qua đây để lấy nha. Còn giờ chắc mình sẽ đi về nhà đi, để chúng ta có thể bắt đầu đi mai nha. Hẹn gặp lại các bạn khi mình quay về nhà nha. Trước khi đi mai thì bây giờ thì mình sẽ nâng cấp cái backpack medium của mình ấy lên backpack la luôn nha, để cho nó có thể chứa được nhiều đồ hơn. Rồi mình sẽ nâng cấp lên một cái nè. Ta da, backpack của mình đã được, có được cấp độ cao nhất rồi. Giờ xem nào. Búp. Oh my gosh. Backpack mình nó lớn chưa kìa các bạn ơi, nó chứa được rất là nhiều thứ luôn. Bây giờ mình sẽ làm thêm một hai cái nữa nha. Và mình cũng có bông hoa nè, một xíu mình sẽ nhận backpack luôn. Đó, mình sẽ làm trước một cái small nè. Sau đó nâng lên medium và nâng lên la nè. Đó, cái này thì mình sẽ nhuộm màu đỏ đi. Màu đỏ nhìn thích chứ kìa. Rồi giờ thì mình sẽ lấy thêm chỉ nữa. Đây có chỉ đây. Và mình sẽ làm thêm một cái backpack bự như vậy nữa nha. Rồi medium nè. Đó, nâng lên la và nhuộm màu vàng. Dây và hai cái backpack này á thì mình sẽ chứa những thứ khi mà mình đi đào mai nhá. Còn backpack này mình không nhuộm màu là chứa những thứ cần thiết của mình. Tại vì hiện tại mình có thêm được một ít level nè. Mình sẽ nó nâng lên hiệu suất 5. Enchant lên một cái. Đó, chạm mỏng 3 luôn. Yeah. Vậy là bây giờ cây hammer của mình á đào rất là nhanh rồi. Khi nào mình có nhiều kim cương hơn thì mình sẽ nâng hẳn lên cây hammer bằng kim cương, và mình sẽ ép cái quyển sách sửa chữa mà mình tìm được hôm trước nha. Sửa chữa đâu, đây quyển sách sửa chữa nè, vào cái cây hammer đó luôn. Vậy là tuyệt vời rồi. Còn bây giờ thì mình sẽ đi mai luôn đi. Và cái đường đào mai lần này thì mình sẽ thay đổi một xíu, mình sẽ đào ở bên góc này nè. Đó, mình đã đào được một xíu rồi, giờ thì tiếp tục đào thẳng xuống dưới thôi. Mấy cái này thì đập ra. Rồi đào thẳng xuống dưới nha. Trên đường đi xuống thì sẽ cắm đuốc để cho nó có đầy đủ ánh sáng, tránh cái trường hợp mà nó xuất hiện quái ngay vị trí này ấy. Đó, cắm đuốc lên một cái nè. Ồ, và dưới này có rất là nhiều hang luôn. Mình nhìn trên bản đồ nhỏ kìa. Quá trời hang luôn á. Ở đây có sắt nữa. Ui, gần đây có cái hang rộng nè. Trước mặt mình luôn. Wow, trước mặt mình có một cái hang rộng. Và các bạn thấy rồi đấy. Cái hang mơ mình đào cực kỳ nhanh luôn á. Rồi, đi xuống đây nè. Rồi sau đó mình sẽ nhặt lại mấy cái quặng này cái đã. Nhặt lại mấy cái quặng. Đó. Và đây một cái hang á. Không biết có kim cương hay không đây. Ô, có ruby nè, để coi ruby nó có sử dụng được gia tài không nha các bạn. Ô, ruby vẫn áp dụng được gia tài nhá. Wow, hơi bị thích luôn. Rồi, lấy hết ruby về. Và bên đây có zombie á. Zombie nè.
cắm nút lên một cái. Bên đây coi, ôi bên đây có sắt á. Sắt thì mình đào bình thường thôi. Đó, tại vì sắt đâu cần gia tài đâu các bạn. À, và không biết ở đây có cây cúp nào mà đào xong nó tự nung không nhờ. Phải có được cây cúp đó thì khỏe. Mình đào ngay tại đây cái mình có sắt mình sử dụng luôn ấy. Rồi, đi ở đây là tầng thứ 20 mấy rồi. Mình sẽ đi xuống tầng thấp hơn á để dễ dàng gặp được kim cương, chứ tầng cao quá thì mình sợ nó không có. Đây có thêm sắt nè. Và bây giờ thì mình cần lấy thêm thật là nhiều sắt để sắp tới chúng ta là một cái cây Giant Hammer á, tại vì mình chưa biết cái cây đó nó đào như thế nào nữa. Tại vì nghe từ khổng lồ là mình nghĩ tới một cây cúp siêu to luôn ấy. Đó, và đây có thêm sắt nè, lấy luôn, đào về đi cho nhanh. Đó. Rồi và hiện tại gần full slot rồi. Một xíu khi nào đầy á thì mình sẽ nhét hết vô cái backpack của mình á. Là như vậy mình sẽ có thêm thật là nhiều chỗ để có thể chứa tiếp rồi. Ủa đây là cái hố gì nè. Ồ đây là một cái hố khá là sâu luôn á. Đây có thêm sắt á, lấy sắt luôn. Đào một phát. Đào cực kỳ nhanh luôn á, mình hơi bị thích cái cây Hammer rồi nha. Ở đây có vàng nè, lấy vàng. À, rất là nhiều là đằng khác. Rồi à, ở đây nằm cái ravine á. Đằng kia thì có sắt. Mình sẽ bay qua đây một cái để... Ui ui. Ủa sao mình bay không được ta. Đây đây bay được nè. Không đủ chớn để bay à. Rồi đáp lên. Đi xuống dưới để lấy sắt thôi. Đó. Nãy giờ đào được 40 mấy quặng sắt rồi. Cố lên mình sẽ đào khoảng mấy sắt á. Đi qua đây một cái nè. Ui cây Hammer đào. Đào bự quá. Ở dưới có cái Emerald nè. Đào luôn. Đó, hiện tại thì chỉ có cái cây Hammer là có gia tài thôi. Thành ra gặp mấy cái quặng như là Ruby này, Emerald nào hoặc là kim cương á thì mình sẽ dùng Hammer để đào ra nhá. Ồ đây có thêm Ruby nè. Để mình xem nào. Ruby. Ruby thì làm được mũi khoan 3x3 á. Để sắp tới mình làm thử cái mũi khoan 3x3 này coi coi nó như thế nào nhá. Coi nó có xịn hơn cái cây Hammer của mình không. Chứ mình thấy cây Hammer của mình là rất là xịn rồi. Cái quặng này hình như mình chưa có đào được. Đó đúng không? Cái quặng này mình chưa có đào được. Hình như là dùng kim cương mới có thể đào được cái quặng đó hay sao ấy. Ở đây có Emerald nè, lấy luôn. Đó. Và đây là một cái hang nữa. Đi mãi mà vẫn chưa thấy kim cương ta. Cái này là gì đây? Ôi cái quặng này mình cũng chưa đào được luôn. Ôi tính ra bây giờ còn nhiều quặng mà mình chưa có thể đào được lắm các bạn ơi. Xém nên là mất cái xô nước rồi. Rồi đi qua cái hồ lava này coi. Coi ở đây có kim cương không. Ơ có bạc nè. Kim cương. Yay. Gặp được kim cương rồi. Wow. Rồi. Mình sẽ lấy sắt một cái nè. Đổ nước ra thêm. Không biết được bao nhiêu viên đây. Đào cái này ra thử, đào này ra thử. Có một viên thôi. Một viên mình đào lần ra 5 viên. Một quặng chứ. Một quặng mà mình đào ra tận 5 viên lận các bạn. Wow, và đây có thêm. Bay không kéo mình lại đâm đầu vô lava thì toang á. Đâu cũng thở cũng được. Rồi, bắt một lóc lên để lấy một ít sắt trên đây nè. Ở đây hơi bị nhiều sắt luôn á. Rồi giờ thì mình sẽ bay qua đây một cái để chúng ta đi trở lại cái hang hồi nãy nha. Tại vì mình thấy cái chỗ có rồng á, hình như ở phía dưới một xíu mới gặp. Đây đi xuống dưới nè. Đó, ở hướng bên đây. Đó, giờ mình sẽ đi thẳng về hướng bên đây nha. Cắm cái đuốc lên coi. Đi hướng bên đây nè. Rồi giờ thì mình sẽ đào một đường thẳng về cái hướng của cái hang rồng luôn nha. Để coi coi. Mình sẽ đi về hướng bên này. Đó, đào thẳng về trước một xíu để mình vào trong á. Mình thử mình cưỡi rồng. Con rồng đang ngủ nha các bạn. Nói là con rồng trong đây nó ngủ. Mình có thể vào trong để lấy đồ nè. Ngoài ra con rồng này các bạn nói còn có thể cưỡi được nữa cơ. Ở đây có cái Emerald nè. Ui. Con Skeletor gì ngộ vậy. Mà đây nhiều quái lắm á. Nhện nè. Ui Skeletor nè. Cắm mắt lên. Ủa cắm đuốc lên. Rồi. Cắm đuốc lên hết. Nè rồng đang ngủ nè. Hello rồng. Ui rồng muốn mình. Ui con rồng này nó hung lắm chứ không phải như con rồng kia. Con rồng này hung lắm. Giờ mình yếu quá mình không có đánh lại được. Tại vì giáp mình chưa có xịn ấy. Ui giáp mình xịn chắc mình vô mình đơm con rồng này luôn quá.
nhảy nhót cái gì nữa, người ta bị quấn mà nhảy, bị quấn mà nhảy nhảy nha. À, hay là mình liều mình vô trong mình chôm một ít cái MR về mình làm giáp ta. Chơi liều không? Ok, chắc giờ chơi liều luôn nha các bạn. Giờ mình sẽ nhào vô trong á, đập riết mấy cục MR. Hiện tại mình có 9 cục rồi. Mình sẽ lấy khoảng thêm 20 cục nữa đi là được 29 cục, là mình sẽ làm được một cây kiếm nè, cũng như là một bộ giáp rồi. Ui, Ripper, đừng. Ui, nó mất tiêu rồi. Lấy MR về. Đó, được 12 coi. Cố lên. Trong lúc nó không thấy mình sẽ lấy hết về. Đó. Lấy về nè. Lấy về. Ui, đừng thấy. chôm về thôi. Đó. Lấy hết luôn. Rồi, ở đây có cái rương nè. Kiếm kim cương. Ô, để coi cây này mấy đam. Cây này có 7 đam thôi, yếu hơn cái cây kiếm laser của mình. Kiếm laser mình 10 đam lận. Rồi, lấy thêm, mình được 30 mấy cái emerald rồi. Ui. Thì cái tình mấy con này đúng, mấy con Ripper nó nổ hoài à. Giỏi ghê luôn á. Ồ, nhưng mà cái này để từ từ mình lấy sau, giờ mình cũng được kha emerald rồi. Giờ mình sẽ quay về nhà nha, để chúng ta có thể chế tạo được một bộ giáp kim cương. Sắp tới mình sẽ bộ giáp emerald để chúng ta có thể quay trở lại và tiêu diệt cái con rồng này. Nãy mới vô mà dám quấn mình à. Nhớ đấy, lần sau mình sẽ dắt rồng xuống đi đơm cái con rồng này là rồng lửa các bạn. Nó phun lửa quá trời luôn. Dám ha, quýnh mình à. Rồi, giờ đi khám phá nốt cái hang này rồi sau đó quay về nhá. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ cắt bớt đồ vô cái backpack trước. Đây, cắt đá vô nè. À, cắt hết vào đây. Đó, kế tiếp thì mình sẽ cho mấy cái quặng sắt vào. Mình sẽ lựa ra quặng sắt nào mình được một stack mấy rồi. Vậy, cho hết vào đây luôn. Và cho than vào nữa. Đó, đợi cho nó nấu thôi. Để coi có lò nung emerald không ta. Furnace. Hình như là không có lò nung emerald, chỉ có lò nung kim cương thôi. Nhưng mà hiện tại mình còn ít kim cương lắm. Mình chỉ mới có tổng cộng là 14 viên thôi. Chắc bây giờ mình sẽ ưu tiên làm bộ giáp emerald trước nha. Một cái quần nè, một cái ủng nè, một cái nón nè, và áo thì xài áo kim cương tạm cũng được. Đó, vậy thì mình sẽ có một set đồ khá là ok. Ta da. Mặc dù không full màu xanh lá cây nhưng mà có màu xanh nước biển nó cũng mạnh mà. Giáp kim cương ấy các bạn. Rồi. Wow, hơi bị mạnh luôn. Ủa, nó không full giáp được hả? Ồ, nó chưa có full giáp được các bạn ơi. Tiếc nha. Mình đã cưỡi được bé rồng rồi nè. Ngoài ra bé rồng mình còn thi triển kỹ năng được nữa nha. Đây, nó bay nè. Phun lửa. Wow. Rồng mình nha, không thua gì cái con rồng ở dưới hang hồi nãy đâu. Đó, sắp tới mình sẽ cưỡi con rồng nè. Và bộ giáp kim cương trộn với emerald này để tiêu diệt cái con rồng ở phía dưới nha. Ngoài ra mình còn có khả năng bay với cái tấm thảm bay nữa. Đây, bay thêm một vòng nữa. Bay với tấm thảm thì thích cực luôn á. Đây, đặt xuống nè, là bay luôn. À, mình sẽ cố gắng tập lái cái tấm thảm bay này các bạn ơi. Tấm thảm bay thấy vậy chứ khó lái lắm á. Đây, nó thấy không? Mình lái mình đâm đầu vô mấy vách núi như chơi á. Rồi, nè, buông ra một cái nè. Bay lại. Đó. Ui, con mình ngồi trên cái tấm thảm kìa. Đó, nhìn thích chưa? Có chỗ bay nữa nhưng mà chỗ bay hình như là mình phải tìm á. Mình không có chế tạo được các bạn ơi. Chỗ bay của mấy bà phù thủy á. À, đâu ta? Đây, nè, chỗ bay nè. Mình đâu có chế tạo được đâu. Cái này đó chắc nhặt ở vùng đất nào ấy. Để từ từ mình nhặt được rồi mình sẽ thử lái luôn nha. Ở tập trước ấy có khá là nhiều bạn yêu cầu mình up cái quả trứng rồng Moonlight này. Nhưng mà mình chưa biết cách để làm cho quả trứng rồng Moonlight này nở ấy. Nếu mình làm không đúng cách thì nó sẽ bị chuyển đổi nữa. Thành ra bây giờ mình sẽ up những quả trứng rồng mà dễ up nha. Mình nghĩ quả trứng rồng nước á là dễ up nhất rồi. Giờ mình sẽ đập ở xung quanh này thành một ô á. Có kích thước là 3x3 trước nha. Đây, một ô có 3x3 rồi. Sau đó thì mình sẽ múc một ít nước cho vào đây. Sẽ cho một xô ở đây nè. Thêm một xô nữa là chúng ta được 2 xô là làm được nước bình cửu rồi. Đặt ở 4 góc nha. Đó, kế tiếp sẽ đặt một ô trứng sữa và đặt quả trứng rồng lên. Ta-da. Bây giờ mình sẽ đợi nha. Đợi cho nó chuyển đổi thành quả trứng rồng nước ấy.
Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã làm được một cái bàn enchant để có thể cường hóa tất cả các dụng cụ cũng như là bộ giáp của mình trong thời gian sắp tới nhá. Ngoài ra thì mình cũng đã làm được một cái tấm thảm bay này đó, và đi tìm được ngôi làng băng giá rồi, để sắp tới mình đổi cái cây bắt cá đó về để có thể nuôi mấy bé rồng dễ dàng hơn nhá. Và cái quả trứng moonlight của mình đã được chuyển đổi thành quả trứng rồng nước rồi nè đó, mình sẽ cố gắng đợi cho bé rồng này mau lớn nhá. Và rồng Arthur của mình giờ cũng đã lớn khôn rồi, sẽ cưỡi bé rồng này đi phiêu lưu nhiều hơn nha. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo trong series Minecraft Kỵ Sĩ Rồng nha. Còn bây giờ thì bye bye.